xin cảm ơn ban kèn. Và thưa tất cả các bạn trẻ, chúng ta chỉ còn ít giờ ở với nhau nữa thôi. Thành ra chúng tôi tha thiết xin mời các bạn. Chúng ta đang ở những khu vực ở bên ngoài. Chúng ta vào trước lễ đài để chúng ta cho chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho thánh lễ là cao điểm của hai ngày đại hội của chúng ta. Chúng ta còn 30 phút nữa thì đoàn đồng tế sẽ bắt đầu tiến ra lễ đài để cử hành thánh lễ. Và chúng tôi sẽ dành cho 15 phút từ bây giờ là 8 giờ 45 đến 9 giờ cho đoàn lễ hoạt viên. Và từ 9 giờ đến 9 giờ 15 chúng ta sẽ cùng ôn hát chung. Và 9 giờ 15 thì bắt đầu đoàn đồng tế tiến ra và chúng ta bắt đầu thánh lễ. Bây giờ xin mời các bạn lễ hoạt viên chúng ta cùng khuấy động lên một chút. Vâng, xin anh em linh hoạt viên. Vâng, thưa các bạn giới trẻ rất thân mến, tham dự đại hội giữa một bầu trời nóng oi ả thế này thì cũng sẽ làm rất là tiếc, nhưng mà vì là anh em không chịu được nên là nhiều bạn đã phải bỏ về lán trại. Thì với tinh thần của người trẻ sống với đại hội và làm đẹp đại hội thì xin thưa các bạn hãy cố gắng ít nhất là dùng những chiếc ô, những chiếc áo, những chiếc khăn để các bạn có thể che lên và cùng tham dự đại hội. Chính vì thế mà đoàn linh hoạt viên của đại hội ra đây để muốn một lần nữa tái khẳng định anh em của chúng ta là những người trẻ dám chơi. Tất cả anh em giới trẻ có dám chơi không? Một lần nữa, một tràng pháo tay cho những người dám chơi. Vâng, chào đón đại hội với vũ khúc Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Cho Chúa tình yêu này thúc bách, thúc bách, thúc bách tôi mang tin vui đến cho muôn nơi. Tôi ra đi mang trong tim tình yêu của Chúa, xin cha dâng bằng cuộc sống mến yêu phục vụ, để tình người luôn yêu thương và hiệp nhất, để tình Chúa mãi mãi rạng ngời. Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi
muôn nơi. Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi đi làm tông đồ cho Chúa. Tình yêu ngày thúc bách tôi mang tin vui đến cho muôn nơi. Chúng tôi muốn nói trong đại hội, thưa các bạn, đó là chúng ta đã mệt rồi với những cuộc chơi ngày hôm qua, với những cuộc gặp gỡ ngày hôm qua và cả những cuộc giao lưu đêm vừa rồi nữa. Nhưng mà tôi muốn nói với các bạn là các bạn hãy tiến vào đại hội đi. Các bạn đừng ngủ ở trong trại nữa, các bạn đừng chơi ở quanh khuôn viên của Vương Cung Thánh Đường sở kiện nữa. Các bạn hãy tiến vào đại hội. Chúng ta có thể là ngủ trong đại hội, chúng ta có thể là gật gù với đại hội, nhưng chúng ta có tình yêu của Đức Kitô thúc bách chúng ta. Một lần nữa, một tràng pháo tay xin chào đón tất cả những bạn trẻ hãy tiến ra sân khấu. Và chào đón những người trẻ đến với vũ khúc Muối và Ánh Sáng. Một tràng pháo tay lớn lên. Mặn cho đời ngày bạn cùng tôi ta là muối, hãy ướp mặn cho đời để tình Chúa thấm nồng mọi nơi, hãy thắp ngọn lửa hồng bầu trời tình yêu luôn rực sáng, hãy thắp ngọn lửa hồng để tình Chúa chiếu sáng trần gian. Nào cùng nhau tiến bước ra đi thắp sáng tin mừng trên quê hương, đem yêu thương vào đời lời mỗi người tràn niềm vui mới, dù đời bao tăm tối ta luôn có Chúa đồng hành vì tôi, mang con tim lửa hồng nào bạn ơi ta hãy Giêsu luôn bừng sáng, trái tim hồng rung nhịp để tình thương dẫn lối đời ta. Nào cùng nhau tiến bước ra đi thắp sáng tin mừng trên quê hương, đem yêu thương vào đời để mọi người tràn niềm vui mới, dù đời bao tăm tối ta luôn có Chúa đồng hành đi tới, mang con tim lửa hồng nào bạn ơi ta hãy lên đường. Cho đời này bạn cùng tôi ta là muối, hãy ướp mặn cho đời để tình Chúa thắm nồng mọi nơi, hãy thắp ngọn lửa hồng bầu trời tình yêu luôn rực sáng, hãy thắp ngọn lửa hồng để tình Chúa chiếu sáng trần gian. Nào cùng nhau tiến bước ra đi thắp sáng tin mừng trên quê hương, đem yêu thương vào đời nơi mỗi người tràn niềm vui mới, dù đời bao tăm tối ta luôn có Chúa đồng hành đi tới, mang con tim lửa hồng nào bạn ơi ta hãy lên đường. Nào cùng nhau tiến bước ra đi thắp sáng tin mừng trên quê hương, đem yêu thương vào đời nơi mỗi người tràn niềm vui mới, dù đời
làm tôi, ta luôn có Chúa đồng hành vì tôi, mang con tim được hồng. Nào bạn ơi, ta hãy lên đường, mang con tim được hồng. Nào bạn ơi, ta hãy lên đường, mang con tim lửa hồng. Nào bạn ơi, ta hãy lên đường. Vâng, cảm ơn các bạn linh hoạt viên. Đoàn linh hoạt viên đến từ 13 giáo xứ trong giáo phận Hà Nội. Các bạn chúng tôi, anh em chúng tôi đã sống với nhau trong vòng 3 đến 4 tháng, tức khoảng tầm 100 ngày. Chúng tôi đã làm việc hăng say và ở bên nhau. Vâng, một tràng pháo tay cho những nỗ lực không ngừng, không mệt mỏi của linh hoạt viên. Vâng, các bạn tạm nghỉ và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần bế mạc. Vâng, xin mời các bạn. Chúng tôi rất cảm ơn các bạn linh hoạt viên đã liên tục làm cho sức sống của đại hội được khơi động lên. Chúa Giê-xu thì nói rằng là ai bền đỗ đến cùng thì người ấy sẽ được cứu độ. Bây giờ chúng ta đang ở những giây phút cuối của đại hội rồi. Và bây giờ tôi muốn xem là cái sự hiện diện của các bạn ở các giáo phận mạnh mẽ như thế nào nhá. Bây giờ tôi sẽ gọi tên các giáo phận và các bạn thưa lên cho tôi. Giáo phận Bắc Ninh đâu? Tản mát lắm. Giáo phận Bùi Chu đâu? Các bạn chỗ này các bạn đi hô thuê hay sao mà lúc nào? Các bạn Hà Nội đâu? Vâng, cảm ơn các bạn Hà Nội. Các bạn Hải Phòng đâu? Rồi, cảm ơn các bạn, tuyệt vời. Các bạn Hưng Hóa đâu? Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Các bạn Lạng Sơn đâu? Tôi thấy có nhiều người thương cho Lạng Sơn nên nó hô thay. Các bạn Phát Diệm đâu? À đúng rồi, các bạn Phát Diệm. Các bạn Thái Bình đâu? Cảm ơn các bạn. Các bạn Thanh Hóa đâu? Đức Cha vừa mới huấn từ mà sao ít người thế? Các bạn Vinh đâu? Tuyệt vời, tôi thấy lúc nào Vinh cũng là sức sống mạnh nhất đấy. Vỗ một tràng pháo tay để khen các bạn giáo phận Vinh. Trước khi chúng ta vào đến một cái chương trình đặc biệt là chương trình giao lưu với người nổi tiếng, tôi ban vệ sinh có nhờ các bạn đang làm trong ban vệ sinh chúng ta lên lễ đài để chúng ta dọn dẹp cho nó sạch sẽ để trước khi chúng ta cử hành thánh lễ. Thưa các bạn, có một người rất là nổi tiếng đối với nói giới trẻ nói chung và đặc biệt với các bạn giới trẻ trong Tổng giáo phận Hà Nội. Ngài hiện là cha trưởng ban thánh nhạc và giám đốc thiếu nhi thánh thể của Tổng giáo phận Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu với các bạn, cha Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh sẽ lên để gặp gỡ giao lưu với các bạn. Chúng ta nổ một tràng pháo tay để chào đón ngài. Các bạn giới trẻ ơi, hôm nay chúng ta là giới trẻ, chúng ta phải ơi to nhé. Các bạn giới trẻ ơi, tôi nghe cũng hơi hơi rõ rõ, có thể cho tôi nghe rõ hơn một chút không? Các bạn giới trẻ ơi, vâng, xin cảm ơn các bạn. Tôi rất là vinh dự được lên với tất cả các bạn để chia sẻ cho các bạn một chút. Các bạn là những người hạnh phúc, rất rất hạnh phúc, bởi vì giáo hội luôn luôn quan tâm tới các bạn và mỗi một năm các bạn lại được tham dự đại hội giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội. Mỗi một đại hội giới trẻ sẽ là một niềm vui, là một niềm hạnh phúc, là một sức sống dồi dào, là một cái niềm tin mạnh mẽ. Chính vì thế ngày nay các bạn có nhiều phương tiện để có thể ghi lại tất cả những cái hình ảnh tuyệt vời đó. Nhưng mà nhiều quá đôi lúc thành ra nhàm. Nhưng các bạn cố gắng, tuổi trẻ càng vui càng hạnh phúc bao nhiêu thì tuổi già của chúng ta lại càng hạnh phúc và vui tươi trẻ trung. Vì đi đâu cũng thấy mình già, đi chầu đi lễ mình là thanh niên, là giới trẻ. Đó. Cho nên những cái chương trình của giới trẻ các cụ 80-90 tuổi rất thích đi tham dự. Và không những như thế, còn muốn lên để chia sẻ.
tôi được vinh dự đi dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 12 tại Paris. Và cái ấn tượng đó tôi không bao giờ tôi quên được. Ngày hôm đó cái chủ đề là Venez et Voyez, nghĩa là hãy đến mà xem cả một cái quảng trường lớn hàng bao nhiêu triệu người. Các bạn trẻ cầm cái cánh diều chạy suốt cả quảng trường. Và Venez et Voyez, hãy đến mà xem cái cánh diều cứ bay bổng lên mãi. Và tất cả mọi con mắt đều nhìn vào đó. Đó là lời Chúa Giêsu mời gọi hai môn đệ đầu tiên đi theo của Gioan, đi theo Chúa Giêsu. Và Đức Hồng Y Litige, Tổng Giám mục Hà Nội, nói với tất cả các bạn trẻ như thế này: các bạn trẻ thân mến, các bạn hãy có những ước mơ. Những ước mơ của các bạn phải là những ước mơ bay bổng, là những ước mơ cao, là những ước mơ tuyệt vời. Nhưng mà tôi nói với các bạn, không phải chỉ là mơ, nhưng mà các bạn thực hiện cái ước mơ đó trong từng giây phút của cuộc đời của các bạn. Các bạn hãy nhìn lên đây. Ngài chỉ lên một bức hình rất lớn. Đây là một vị thánh trẻ của chúng ta. Đây là một vị thánh rất tham. Nói cái tiếng tham thì có vẻ là xấu, nhưng mà tham ở đây là tham các nhân đức, tham những cái điều cao cả. Và Ngài đã thực hiện cái điều đó. Và năm đó, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II, Ngài đã tôn phong Thánh Teresa lên bậc tiến sĩ của Hội Thánh. Vâng, và cũng như thế, các bạn đến đây, thì Đức ông ở Đại hội Giới Trẻ Đức năm 2005 nói với tất cả các bạn rằng, các bạn làm một cuộc tấn công như vũ bão về nơi đây, một cuộc tấn công về đức tin. Và chớ gì cái niềm tin của các bạn là cái niềm tin ăn sâu vào cái mảnh đất này, ăn sâu vào tường, những bức tường của nhà thờ này. Và đây là những cái dấu ấn mà sẽ lưu lại mãi mãi muôn thế hệ. Vâng, nói như thế nhưng các bạn phải biết rằng cái đức tin, cái niềm tin, cái sức sống mạnh mẽ đó nó ăn sâu vào cái mảnh đất, và đặc biệt là cái mảnh đất các thánh tử đạo ở Tổng giáo phận Hà Nội của chúng ta nơi đây. Và nơi đây chắc chắn sẽ là những nơi sẽ diễn ra rất nhiều các cái sự kiện lớn lao trong đời sống đức tin, đời sống xã hội. Ngày hôm qua, các bạn đã nghe rất nhiều các đấng, các bậc đã thuyết trình, chia sẻ với chúng ta. Thế thì tôi cũng muốn để lại, giúp cho các bạn ghi nhớ một cái dấu ấn mà rất là dễ nhớ và rất là quen thuộc. Bây giờ các thánh tử đạo Việt Nam đã chịu rất nhiều các cái khổ cực. Bây giờ xin phép các bạn 2 phút hy sinh, các bạn có đồng ý không? Có không? Mấy phút? 2 phút. Vâng, có lẽ 1 phút rưỡi thôi. Vậy thì xin các bạn hy sinh, bỏ tất cả dù xuống. Các bạn trẻ ơi, có sẵn sàng hy sinh 2 phút không? Bỏ tất cả dù xuống. Chứ chỗ nào mà chưa bỏ thì các bạn bên cạnh nhắc cho, vì có thể là các bạn chưa để ý tới. Tôi xin giúp cho các bạn một cái ý tưởng này. Có thể là các bạn cũng có những bạn biết, nhưng mà ngày hôm nay thì có nhiều bạn chưa biết. Và đây là một cái mà tôi muốn nói với các bạn. Nhìn nhá, nhìn lên tận đây nhá. Xin màn hình, ở các bạn đằng xa có thể không nhìn thấy, thì xin ban truyền thông đưa lên cái màn hình để cho các bạn ở xa nhìn thấy. Chúng ta có mấy đầu ngón tay? 5 cộng với là 10. Vâng, bây giờ các bạn nhìn lên nhá. Với 10 đầu ngón tay chúng ta làm được rất nhiều các việc. Nhưng mà chắc chắn là các bạn trẻ chúng ta hay làm một cái điều đơn giản nhất, dễ nhất và gần thiết nhất. Đó là hình gì? Hình gì? Hình trái tim, đúng không? Bây giờ xin các bạn sẽ để tay như thế này. 10 đầu ngón tay chập vào. Được rồi, cảm ơn các bạn, tôi nhìn thấy rồi. Bây giờ ngón tay cái là gì đây? Là cha mẹ. Ngón tay thứ hai là anh em. Ngón tay thứ ba là bạn bè. Ngón tay thứ bốn là gì? Là tình yêu, là vợ chồng.
là vợ chồng. Vì chúng ta đang nói tới đề tài gia đình, vợ chồng gia đình. Ngón tay thứ năm là gì? Là con cái, nhé, con cái. Vậy thì cha mẹ, anh chị em, bạn bè, vợ chồng, con cái, nhớ chưa? Luôn luôn là năm ngón tay cho chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm như thế này. Được chưa? Các bạn giơ cao lên cho tôi nhìn thấy. Không, không, nhiều bạn lại thế này không được. Năm ngón tay là phải ăn vào với nhau như thế này. Được không? Bây giờ các bạn mở ra cho tôi. Hai ngón tay cái có mở ra được không? Được rồi. Hai ngón tay trỏ có mở ra được không? Hai ngón tay giữa có mở ra được không? Hai ngón tay út có mở ra được không? Hai ngón tay áp út có mở ra được không? Có không? Có thì không chuẩn rồi. Các bạn làm cho tôi đúng thế nào xem hai ngón tay áp út có mở ra được không? Không mở được, nếu mà các bạn làm đúng không thể mở được. Các bạn thấy không? Nếu hai ngón tay áp út các bạn để đúng như này không thể nào mà mở được. Như vậy, hai ngón tay cái mở ra được không? Cha mẹ dù có yêu thương chúng ta đến mấy đi chăng nữa rồi cũng có lúc phải đi về với Chúa để là lên thiên đàng cầu bầu cho chúng ta. Hai ngón tay trỏ có mở ra được không? Anh em trong gia đình dù có thân thiết đến mấy đi chăng nữa thì chắc chắn thì chúng ta cũng phải làm sao? Mỗi người một ngả. Hai ngón tay trỏ có mở ra được không? Có mở ra được vì đấy là bạn bè rồi lúc đến lúc đi. Rồi hai ngón tay út mở ra được không? Con cái nuôi có yêu thương đến mấy thì mấy nó cũng đến lúc nó cũng phải đi lập gia đình nên nó cũng xa cha mẹ. Còn hai ngón áp út có mở ra được không? Không mở ra được. Đời sống hôn nhân và đời sống gia đình mãi mãi gắn kết với nhau vì sự gì Thiên Chúa đã kết hợp. Loài người có được phân ly không? Có được phân ly không? Có không? Không, đúng rồi, chắc chắn là không. Vâng, cảm ơn các bạn. Vợ chồng không thể nào phân ly được. Nhưng mà nói như thế thì các cha, các thầy, các sơ thì nói rằng chúng con không lập gia đình thì sao? Đó là cái tình yêu mến Thiên Chúa. Một khi đã khấn hứa với Thiên Chúa rồi thì phải trung thành, trung thủy với Chúa mãi mãi cho đến cùng. Nhớ chưa? Không được là coi như là đi ngang rẽ tát. Đó, cho nên là hai cái ngón áp út này là cái đời sống hôn nhân, đời sống gia đình. Các bạn luôn luôn nhớ không thể nào phân ly được. Và cũng như thế, cái tình yêu của gia đình cũng thế. Vâng. Và để kết thúc đó thì xin các bạn vỗ một tràng ngón tay để chúc mừng nhau. Chưa được. Vỗ tay nó phải đàng hoàng. Nhạc trưởng người ta đứng kia người ta cười cho. Cho nên chúng ta phải vỗ tay theo đúng nhịp điệu. Bốp, bốp, bốp. Tôi vỗ trước cho các bạn vỗ sau. 2, 1. Bốp, bốp, bốp. Bốp, bốp, bốp. Bốp, 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 bốp. Vâng, cảm ơn các bạn. Nếu như chỉ bốp 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 thôi thì không được, không nhớ. Anh em là muối và là ánh sáng chân gian. Vậy thì thay vì bốp 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 sẽ là yêu mến Chúa, yêu giáo hội. Ta là muối ánh sáng trần gian. Nhớ chưa? Yêu mến Chúa, yêu giáo hội. Ta là muối ánh sáng trần gian. Nhớ nhá. Bây giờ chúng ta cùng nhau vỗ. Trước tiên chúng ta vỗ bốp bốp để cho chúng ta nhớ cái điệu đã. Bốp bốp bốp. 2, 1. Bốp bốp bốp. Bốp bốp bốp. Bốp 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 bốp. Bốp bốp bốp. Bốp bốp bốp. Bốp 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 bốp. Yêu mến Chúa, yêu giáo hội. Ta là muối ánh sáng trần gian. Yêu mến Chúa, yêu giáo hội. Ta là muối ánh sáng trần gian. Được chưa? 2, 1. Yêu mến Chúa, yêu giáo hội. Ta là muối ánh sáng trần gian. Yêu mến Chúa, yêu giáo hội. Ta là muối ánh sáng trần gian. Nhớ chưa? Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất trẻ. Chúng con xin chân thành cảm ơn cha trưởng ban thánh nhạc của Tổng giáo phận Hà Nội. Thưa tất cả các bạn, chúng ta chỉ còn ít phút nữa là bước vào thánh lễ cao điểm của hai ngày đại hội của chúng ta. Và để cho tất cả mọi chuyện đi vào ổn định, để chúng ta cử hành thánh lễ một cách sốt sắng, thì tôi đề nghị là 120 bạn đã được phân chia để mà đưa các cha đi đến các điểm rước lễ đó. Các bạn lên trên này ngồi cho tôi, ngồi những hàng đầu. Các bạn đọc bài đọc 1, bài đọc 2, lời nguyện giáo dân và dâng của lễ cũng lên trên này luôn để chúng ta di chuyển cho nó dễ. Không có chút nữa chúng ta đi tìm người là không ra được. Nhá. Trên này chưa có ghế, thành ra những bạn nào đã được phân chia 120 bạn và đọc sách đó, chúng ta mang ghế lên, chúng ta sẽ ngồi ở trên cái thảm trên này. Xin mời các bạn.
Xin các bạn cầm ghế theo lên ngồi hàng trên này. Và chúng tôi mời gọi tất cả các bạn đang ở trong trại chúng ta ra. Chúng ta nhìn trên đường D, người giáo dân chúng ta còn phải ngồi trên triền D rất là khổ sở như thế kia. Thì không có lý do gì chúng ta có mặt bằng như thế này mà chúng ta lại để trống rất nhiều ghế ở chỗ này. Thành ra tôi mời tất cả các bạn trong trại chúng ta ra ngoài này dự thánh lễ cho sốt sáng. Xin chân thành cảm ơn và xin mời ban thánh nhạc chúng ta bắt đầu tập hát để chuẩn bị bước vào thánh lễ. Xin mời các cha về phía nhà thờ, chúng ta chuẩn bị áo lễ để bước vào thánh lễ. Xin anh em bảo vệ chúng ta để ý đến các đường rước đoàn đồng tế. Cái hàng giữa của đại hội chúng ta không cần nữa. Xin anh em để ý cái đường bên hông, tránh các em nó qua lại. Và theo ý của các đấng bề trên các giáo phận, thì các ngài muốn rằng thánh lễ hôm nay là thánh lễ dành cho các bạn trẻ. Xin các bạn trẻ nào đang ở trong các lều trại của giáo phận mình, của giáo hạt mình, xin ra khỏi và cùng tham gia với tất cả những người... các bạn của mình cũng đã ra ngồi ở đây. Các đấng không muốn một bạn nào ở trong lều trại, xin ra ngoài hết ạ. Xin cảm ơn các bạn. Con xin kính chào cộng đoàn. Chúng ta chỉ còn ít phút nữa là bước vào thánh lễ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập ôn hát trước thánh lễ. Xin mời cộng đoàn chúng ta mở phần đáp ca. Chư dân hãy xưng tụng Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân hết thảy hãy xưng tụng Ngài. Chư dân hãy xưng tụng Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân hãy hết thảy hãy xưng tụng Ngài. Chư dân hãy xưng tụng Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân hết thảy hãy xưng tụng Ngài. Chư dân hãy bốn. Chư dân hãy xưng tụng Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân hết thảy hãy xưng tụng Ngài. Tôi chưa thấy các bạn nhiệt tình. Chúng ta chuẩn bị bước vào thánh lễ đỉnh cao của ngày Đại hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ 13. Xin mời chúng ta cùng cất cao lời ca ngợi Thiên Chúa. Chư dân hãy xưng tụng Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân hãy hết thảy hãy xưng tụng Ngài. Dân hãy xưng tụng Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân hết thảy hãy xưng tụng Ngài. Chư dân hãy bốn. Chư dân hãy xưng tụng Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân hết thảy hãy xưng tụng Ngài. Một lần nữa, chư dân hãy bốn. Chư dân hãy xưng tụng Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân hết thảy hãy xưng tụng Ngài. Chúng ta chuyển sang phần Alleluia. Chúa nói các con hãy ra đi giảng dạy muôn dân, và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Chúng ta tập câu sướng trước. Chúa nói các con hãy ra đi
giảng dạy muôn dân. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Xin mời cộng đoàn nghe lại. Chúa nói các con hãy ra đi, giảng dạy muôn dân. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa nói hay bốn. Chúa nói các con hãy ra đi, giảng dạy muôn dân. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Lần nữa. Chúa nói hay bốn. Chúa nói các con hãy ra đi, giảng dạy muôn dân. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Chúng ta chuyển về bài nhập lễ, bài Hành Trang Người Trẻ. Bài nhập lễ, bài hành hương, bài lên đường, chúng ta hát hân hoan vui mừng hát này. Lạy Chúa, chúng con về từ bốn phương trời. Lạy Chúa, chúng con về từ khắp thôn làng. Các bạn thuộc bài này chưa? Lạy Chúa hay bốn. Lạy Chúa, chúc con về từ bốn phương trời. Lạy Chúa, chúc con về từ khắp thôn làng, cùng với đấng sáng người hành hương. Về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi. Gần được rồi ạ. Chúng ta hát đúng rồi nhưng mà chưa nhiệt thành. Chúng ta hành hương về nhà Chúa. Các bạn giới trẻ ơi, vâng, hành trang người trẻ chúng ta hân hoan lên. Lạy Chúa lại hay bốn. Lạy Chúa, chúng con về từ bốn phương trời. Lạy Chúa, chúng con về từ khắp thôn làng, cùng với đấng xa hôm người hành hương. Về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi. Câu một, hành trang con mang theo đầy tâm lòng đời chia sẻ. Hành trang con mang theo nay sức mạnh tìm căn nhà. Về đây xin dâng trang trong con, đưa hai tay quyết chung xây thế giới mới. Lạy Chúa, chúng con về từ bốn. Kính thưa cộng đoàn, ban tổ chức có nhạy ý chọn tất cả những bài hát quen thuộc để tất cả cộng đồng chúng ta cùng tham dự thánh lễ một cách linh động và sốt sáng. Giờ đây đã đến giờ đoàn rước. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng dọn lòng sốt sáng để tri ân và dâng lên Chúa trong thánh lễ tạ ơn bế mạc Đại hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ 13. Xin ban kèn trống chuẩn bị. Ban phục vụ xin nhắc còn một bạn hát đáp ca. Xin mời bạn đó tiến lên trên lễ đài. Và các bạn dâng lễ vật, các bạn xin đến chỗ để lễ vật tại giữa sân đại hội. Xin nhắc lại một bạn hát đáp ca chưa có mặt tại lễ đài. Trên tay tôi còn giữ một chùm chìa khóa khoảng 10 chiếc và được kết bằng một sợi dây inox. Ai mất xin đến văn phòng âm thanh. Xin mời ban kèn trống. Xin mời cộng đoàn đứng.
Thank you.
xây cha và con và thánh thần. Nguyện xin ơn trọng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa Đức Tổng Giám mục Leopoldo Gerelli, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Hôm nay chúng con rất là vui mừng và biết ơn về sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục trong chính thánh lễ tạ ơn và bế mạc này. Sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục vừa nói lên sự hiệp thông của Giáo hội Việt Nam và cách riêng của giới trẻ Việt Nam đối với Đức Thánh Cha và đối với Giáo hội toàn cầu. Đại hội giới trẻ của Giáo tỉnh Hà Nội cũng là một hình thức hiệp thông với Đại hội giới trẻ thế giới mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thiết lập. Và chúng con còn biết ơn hơn nữa là cuối thánh lễ, Đức Tổng Giám mục sẽ có những tâm tình gửi đến các bạn trẻ chúng con. Và các bạn trẻ thương mến, tuy thời gian rất vấn vội, nhưng cha tin rằng lời Chúa, các con là muối đất, các con là ánh sáng, cũng đã thấm vào trong tim và trong trí óc chúng con. Muối thì phải mặn để ướp, nến thì phải sáng để soi. Cho nên với thánh lễ cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng, chúng con sẽ lên đường mang muối, mang ánh sáng đến cho thế gian. Vậy giờ đây trước hết, anh chị em chúng ta hãy ý thức thân phận tội lỗi và bất xứng của mình. Xin Chúa thương tha thứ, xin Ngài ban ơn để chúng ta được cử hành thánh lễ này cho xứng đáng. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria chọn đời đồng trinh, cả thiên thần, cả thánh và anh chị em đồng cầu cho tôi trước bà Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Thank you.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa muốn cho hết thảy mọi người được ơn nhận biết Chúa. Chúa lại muốn đón nhận tất cả vào nước Chúa hiến tri. Xin đưa mắt nhìn cánh đồng truyền giáo thật bát ngát bao la và gửi nhiều tay thơ lành nghề đem tin mừng đến cho mọi loài thọ tao. Nhờ đó từ các dân tộc trên khắp hoàn cầu sẽ xuất hiện một dân mới không ngừng phát triển, đó là đoàn dân được lời Chúa quy tụ và được các bí tích của Chúa nâng đỡ phù trì. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Điềm Isaiah con trai Amos đã thấy về Juda và Jerusalem. Điềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, là núi nhà Chúa được xây đắp trên các đỉnh núi, và núi ấy sẽ cao hơn các đồi, và dân các nước sẽ đổ về đó. Nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng, hãy đến, chúng ta hãy lên núi Chúa và lên nhà của Gia-cốp. Người sẽ dạy chúng ta theo đường lối của Người, và chúng ta sẽ đi theo ý định của Người. Vì luật pháp sẽ ban ra từ Si-on và lời Chúa sẽ phát ra từ Jerusalem. Người sẽ xét xử các dân ngoại và khiển trách nhiều dân tộc. Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo mà rèn nên lưỡi liềm. Nước này sẽ không còn tuốt gươm ra đánh nước kia nữa. Người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. Hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến và chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa. Đó là lời Chúa.
ban ân lộc muôn ngàn, bao hoa màu trổ sinh khắp chốn. Nguyện Chúa khưng ban ngàn muôn ân phúc, cõi đất hãy tôn sợ kính. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Timôthêô. Trước tiên, cha khuyên hãy cầu xin, khẩn nguyện, kêu van và tạ ơn cho mọi người, cho vua chúa và tất cả những bậc vị vọng, để chúng ta được sống bình yên vô sự trong tinh thần đạo đức và thanh sạch. Điều đó là điều tốt lành và đẹp lòng đấng cứu độ chúng ta là Thiên Chúa. Người muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến nhận biết chân lý. Vì chỉ có một Thiên Chúa và một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người là Đức Giêsu Kitô, cũng là con người. Người đã phó mình làm giá cứu chuộc thay cho mọi người, để nên chứng tá trong đời thời của người, mà vì đó ta đã được đặt lên làm ghẻ rao giảng, làm tông đồ và làm thầy dạy dân ngoại trong đức tin và chân lý. Vậy cha muốn rằng những người đàn ông cầu nguyện trong mọi nơi hãy giơ lên, hãy giơ hai tay thanh sạch, không oán hờn và cạnh tranh. Đó là lời Chúa. Đáp và ở cùng thầy. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh,
xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho con, để chúng được nên một như chúng ta. Xin hãy thánh hóa chúng trong chân lý, lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai con vào thế gian, thì con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, con đã tự thánh hóa, để cả chúng cũng được thánh hóa trong chân lý. Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cầu cho tất cả những kẻ nhờ lời chúng mà tin vào con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong chúng ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để chúng nên một như chúng ta là một. Con ở trong chúng và Cha ở trong con, để chúng được hoàn toàn nên một, và để thế gian biết rằng Cha đã sai con, và con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến con. Đó là lời Chúa. Kính thưa Đức Tổng Giám mục, đại diện Đức Thánh Cha, kính thưa Đức Hồng Y, kính thưa quý Đức Cha, kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, kính thưa các vị quý khách và các bạn trẻ rất thân mến. Chủ đề được chọn cho Đại hội Giới Trẻ lần thứ 13 của các giáo phận miền Bắc là lời mời gọi của Chúa Giê-xu, anh em là muối và ánh sáng trần gian. Đây là lời Chúa Giê-xu nói với các môn đệ là những người trẻ. Bởi lẽ những môn đệ đầu tiên là những chàng thanh niên sống bằng nghề trải lưới bên bờ hồ Galilea. Khi được gọi, họ đã bỏ lại đằng sau nghề nghiệp, cha mẹ, nhà cửa và bạn bè để theo Chúa. Người muốn cho họ là những người trẻ trở nên cộng sự viên của người trong việc loan báo nước trời. Được Chúa phục sinh sai đi, 12 người trẻ này đã làm thay đổi cả thế giới. Đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe là một phần lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu với Chúa Cha trước khi bước vào cuộc khổ nạn thập giá. Trong cuộc trò chuyện thân tình này, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho các môn đệ là những người đã từ bỏ mọi sự mà theo người. Người xin Chúa Cha gìn giữ họ trong tình hiệp nhất, để họ luôn được ở trong Chúa Cha. Người cũng xin Chúa Cha bảo vệ và che chở họ khỏi mọi sự dữ. Người xin Chúa Cha thánh hiến họ trong sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Thầy Giê-xu trao cho các môn đệ sứ mạng mà người đã lãnh nhận từ Chúa Cha. Các ông đã đón nhận sứ mạng này, đã can đảm lên đường và mạnh mẽ làm chứng cho Chúa. Ngày hôm nay, Chúa Giê-xu cũng trao cho chúng ta sứ mạng truyền giáo đến với mọi ngõ ngách của cuộc đời,
biến đổi tối tăm thành ánh sáng, làm cho cuộc đời đang nhạt phai niềm tin trở nên mặn nồng. Truyền giáo là sứ mạng của mỗi tín hữu và là sứ mạng của mỗi bạn trẻ chúng ta. Thánh Gioan Phaolô II, vị thánh của giới trẻ, đã khẳng định các bạn trẻ không chỉ là đối tượng quan tâm chăm sóc mục vụ của giáo hội, mà còn là những tác nhân quan trọng và hiệu quả của công cuộc truyền giáo. Nói cách khác, các bạn trẻ không thể sống thụ động trong giáo hội như những người chờ đợi được chăm sóc, mà phải nhiệt tình cộng tác phần mình để xây dựng giáo hội. Các bạn trẻ được mời gọi dùng tuổi thanh xuân, nghị lực, sức khỏe, sự hăng say của mình để diễn tả một hình ảnh giáo hội trẻ trung, năng động và đầy sức sống. Người trẻ không thể chỉ đặt câu hỏi, giáo hội đã làm gì cho tôi? Nhưng các bạn trẻ thân mến, các bạn còn phải đặt câu hỏi, tôi đã làm gì cho giáo hội? Chúa Giêsu yêu mến các bạn. Chúa Giêsu tin tưởng các bạn. Chúa Giêsu mời gọi các bạn hãy làm cho thế giới này được sưởi ấm nhờ ngọn lửa của tin mừng. Các bạn có cảm nhận được tình yêu của Chúa Giêsu và sự tin tưởng gửi gắm phó thác của Người không? Các bạn có cảm nhận được sự tin tưởng yêu thương của Chúa Giêsu và xác tín rằng Ngài đang gửi gắm phó thác cho chúng ta trong sứ mạng truyền giáo không? Nếu chúng ta cảm nhận được niềm vui ấy, chúng ta hãy vỗ lên một tràng pháo tay để nói lên niềm vui của người tín hữu. Hãy trở nên muối và ánh sáng cho cuộc đời. Đó cũng là lời mời gọi đầy tin tưởng của Đức Hồng Y Hà Nội và các vị chủ chăn trong giáo tỉnh. Noi gương Chúa Giêsu, các ngài tỏ bày một tình thương mến đặc biệt với các bạn. Sự hiện diện đầy yêu thương của các ngài trong những ngày đại hội đã chứng minh điều đó. Việc tổ chức đại hội giới trẻ xoay vòng trong giáo tỉnh là sự quan tâm đầy trách nhiệm của các vị chủ chăn. Bao công lao vất vả cùng với sự tốn kém về vật chất, đầu tư về trí tuệ và tâm huyết nhằm mục đích quy tụ các bạn trẻ và đem cho các bạn sức mạnh của đức tin. Các bạn có cảm nhận được tình yêu thương của các vị chủ chăn giáo tỉnh không? Chúng ta vỗ một tràng pháo tay nữa để cảm ơn Đức Hồng Y và cảm ơn quý Đức Cha. Các con là muối và ánh sáng trần gian. Đây là lời mời gọi của Chúa Giêsu trong tin mừng Thánh Matthew. Đi liền với tám mối phúc thật, trở nên muối và ánh sáng, đó là một điều kiện căn bản để trở nên môn đệ Đức Giêsu. Muối và ánh sáng là hai yếu tố rất cần thiết cho đời sống hàng ngày. Thiếu hai yếu tố này, con người không thể tồn tại. Ánh sáng đến từ trời cao và muối mặn đến từ đất thấp. Trở nên muối và ánh sáng cho đời, đó là sự kết hợp hài hòa giữa trời và đất, giữa ân sủng của Thiên Chúa và nỗ lực của con người. Thiên Chúa luôn luôn dang rộng vòng tay đón nhận con người. Bất kỳ ai đến với Ngài, Ngài sẽ đón nhận họ và ban cho họ được hạnh phúc, bởi Ngài là Thiên Chúa đấng giàu lòng xót thương. Như chúng ta đã biết, hiện nay tình trạng suy thoái đạo đức tại Việt Nam ngày càng nghiêm trọng và lan rộng tới mọi lĩnh vực. Gia đình, cộng đoàn, công sở và xã hội. Những vụ án kinh hoàng xảy ra cho thấy con người càng trở nên man rợ trong một xã hội văn minh. Ơn gọi của các bạn trẻ công giáo chúng ta là trở nên muối và ánh sáng trong một xã hội mà những người tin vào Chúa vẫn là thiểu số. Hãy là ánh sáng để chiếu soi những góc khuất của cuộc đời. Hãy là muối mặn để ướp tình người đang ngày càng nhạt đi trong mối tương quan đồng loại. Trong hai ngày của đại hội, chúng ta đã được nghe các bài thuyết trình của hai đức cha giáo phận Thái Bình và giáo phận Thanh Hóa. Các ngài đã giúp chúng ta nhận định thực trạng xã hội Việt Nam hôm nay. Trong bối cảnh hiện tại, chúng ta được mời gọi làm chứng cho đức tin. Các đức cha cũng chia sẻ với chúng ta giáo huấn của giáo hội là hoa trái của đại hội gia đình vừa được tổ chức tại Hoa Kỳ vào trung tuần tháng 10 vừa qua.
Trong phần giao lưu đặt câu hỏi, chúng ta cũng đã có dịp nói lên những băn khoăn trăn trở trong nghề nghiệp, trong hôn nhân gia đình và trong đời sống đức tin. Hy vọng cuộc gặp gỡ này sẽ giúp chúng ta chọn được một hướng đi tốt cho tương lai đời mình, tránh xa các tệ nạn xã hội, mở rộng vòng tay nhân ái để cùng chung xây một xã hội thấm đượm tinh thần của phúc âm. Chúng ta hãy có tâm nguyện như Thánh Phanxicô khó khăn, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp và đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Việc chọn Tiểu Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện làm nơi tổ chức Đại hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh lần thứ 13 mang nhiều ý nghĩa. Nơi đây đã diễn ra nhiều biến cố quan trọng của giáo hội. Nơi đây là tòa giám mục đầu tiên của giáo phận đàng ngoài. Nơi đây cũng là nơi lưu giữ thánh tích của các thánh tử đạo, những nhân chứng trung kiên của lịch sử truyền giáo tại Việt Nam. Lịch sử này thấm đẫm máu đào, nhưng rất vẻ vang và đáng tự hào. Bạn trẻ chúng ta là hậu duệ thiêng liêng của các thánh tử đạo. Về nơi đây là chúng ta về với cội nguồn của đức tin, với tâm tình tri ân cảm tạ vì được làm con cái Chúa. Chúng ta về nơi đây để kín múc nguồn ân sủng và nghị lực thiêng liêng, noi gương các bậc tiền bối kiên trung can đảm giữ đạo và sống đạo trước bao cám dỗ và phong ba của cuộc đời. Thưa các bạn, thế hệ của chúng ta hôm nay, thế hệ trẻ của chúng ta được gọi là thế hệ của smartphone, tức là thế hệ của điện thoại di động. Điện thoại đã trở nên một yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Một tác giả đã tìm cách để giải thích hình ảnh cây nho Chúa Giêsu dùng trong Tin Mừng Thánh Gioan để nói về với chúng ta bằng ngôn ngữ của kỹ thuật hiện đại như sau. Nếu trước đây Chúa Giêsu nói với các môn đệ, các con, Thầy là cây nho, các con là cành ngành, ngày hôm nay chúng ta có thể lắng nghe lời Chúa, các con là điện thoại di động, còn Thầy là nguồn điện. Nếu không có Thầy, các con không thể làm được việc gì. Các con là những dụng cụ rất thông minh, nhưng nếu không có Thầy, những dụng cụ đó sẽ trở nên vô nghĩa. Các con là những mobile với khả năng vượt trội để hòa mạng và bắt sóng, nhưng nếu Thầy không phủ sóng, thì các con cũng bất lực. Không có Thầy, các con sẽ giống như những cục sắt vô dụng. Khởi đi từ hình ảnh những chiếc điện thoại di động, chúng ta hãy nói về sự gắn bó của chúng ta với Chúa Giêsu. Ngài là lý tưởng sống, là nguồn mạch của niềm vui và hạnh phúc. Chúa Giêsu là vị Thầy, là người anh và là người bạn của chúng ta. Cốt lõi đời sống của người tín hữu là gắn bó với Chúa bằng một sự tiếp xúc mang tính hiện sinh như cành nho đối với thân nho. Một ngày nào rời khỏi thân nho, cành nho sẽ khô héo và trở nên tàn úa. Mỗi ngày chúng ta gửi biết bao tin nhắn cho nhau, nhưng chúng ta có được một tin nhắn nào cho Chúa Giêsu không để tuyên xưng đức tin như Thánh Phêrô, Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Mỗi ngày chúng ta dành hàng giờ để chat với bạn bè, nhưng có khi nào chúng ta chat với Chúa Giêsu để xin Người cho chúng ta ý kiến trong những quyết định quan trọng trong đời? Mỗi ngày chúng ta mê man với Facebook, nhưng có bao giờ chúng ta dành ra một vài giây phút tĩnh lặng để cầu nguyện trước mặt Chúa, để lắng đọng tâm tư, để nhận ra Ngài là ai trong đời mình và mình là ai trước mặt Chúa và trước mặt anh chị em? Không liên kết với Chúa, chúng ta giống như muối mất vị mặn, trở nên vô dụng và chỉ có thể ném ra đường cho người ta giày đạp dưới chân. Thưa các bạn, sau thánh lễ này, Đại hội Giới Trẻ sẽ khép lại, sự ồn ào náo nhiệt cũng hết. Mỗi chúng ta lại trở về với cuộc sống đời thường, với ơn của Chúa và với thiện chí của bản thân. Chắc chắn tinh thần đại hội sẽ lắng đọng và làm thay đổi cuộc sống chúng ta.
Chính các con là muối cho trần gian. Ánh sáng của các con phải chiếu rải trước mặt thiên hạ để họ thấy những công việc tốt đẹp của các con làm mà tôn vinh Cha các con đấng ngự trên trời. Đó chính là điều Chúa Giêsu nhắn gửi chúng ta vào lúc đại hội khép lại. Đó cũng là những mong ước của các vị chủ chăn, những người luôn yêu thương và kỳ vọng nơi các bạn. Đại hội khép lại nhưng một cuộc lên đường mới sắp bắt đầu. 20.000 bạn trẻ chúng ta sẽ là 20.000 cây nến thắp sáng trần gian, làm cho cuộc sống của chúng ta bừng lên ngọn lửa yêu thương, huynh đệ và hòa bình. Ước mong được như vậy. Xin cảm ơn. Chúng ta hãy cùng nhau tuyên xưng niềm tin của chúng ta. Tôi tin kính một Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, hôm nay đông đảo mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt là các bạn trẻ từ khắp các nẻo đường của giáo tỉnh Hà Nội quy tụ nơi đây để gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau, chia sẻ và học hỏi với nhau về giáo huấn yêu thương của Chúa, lắng nghe lời mời gọi của Chúa hãy trở nên những nhân chứng rao giảng tin mừng của Chúa giữa thế giới hôm nay. Trong tâm tình tín thác và yêu mến, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Anh em hãy đi khắp tứ phương loan báo tin mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho Đức Giáo hoàng Phanxicô, các đức giám mục, linh mục, chủng sinh và tu sĩ Lam Lữ nhiều ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để các ngài luôn có là sứ giả tin mừng cho thế giới hôm nay. Chúng ta hãy cầu nguyện.
Kitô là ánh sáng muôn dân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các dân tộc đón nhận ánh sáng tin mừng của Chúa và sống với nhau trong tình đoàn kết, cùng nỗ lực xây dựng một thế giới hòa bình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình thì nào được gì? Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ đang sống trong tội lỗi biết quay trở về với Chúa và chọn Chúa như là tình yêu, là lẽ sống và là cùng đích của đời mình để tìm được hạnh phúc thực sự cho cuộc đời. Chúng ta hãy cầu nguyện. Anh em là muối và ánh sáng cho trần gian. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ luôn biết quý trọng ơn gọi của mình, biết canh tân đời sống, hầu trở nên con đường dẫn đưa nhiều người đến với Chúa bằng chính đời sống yêu thương, công bình, bác ái trong cộng đoàn cũng như ngoài xã hội. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa là Đấng toàn năng, là Cha nhân từ, xin đón nhận những ý nguyện của chúng con vừa dâng lên và xin cho mỗi người trẻ chúng con biết hăng say lên đường loan báo tin mừng tình thương cứu độ của Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
sướng vui lo âu buồn phiền, đời bình yên hay lúc gian truân. Xin cho đời con ngày ngày là nến hoa dâng lên bàn thờ, dù đời con xót xa nhiều. Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ bởi Thầy Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin nhìn xem gương mặt Đức Kitô mà nhớ lại rằng chính Người đã hy sinh chịu chết để muôn người được ơn cứu độ. Xin Chúa cho các dân tộc trên khắp cùng trái đất được nhờ Người mà nhận biết Chúa là Thiên Chúa tình yêu và được cùng Người dâng lên Chúa một của lễ tinh tuyền duy nhất, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người, đạo bên các thiên thần thờ lại uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhang. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: Thank you.
thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và viện cựu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Kính nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco. Xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Thánh Cha, Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Phêrô, Đức Tổng Giám Mục Leopoldo, các đức cha đồng tế và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, amen, amen.
nguyện rằng lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Chiên Thiên Chúa, lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Về phần rước lễ, xin quý cha rước mình Thánh Chúa tại chỗ, xin cộng đoàn rước mình Thánh Chúa tại chỗ. Có 120 cha tới các điểm cho rước lễ. Các bạn trẻ thuộc tôn giáo bạn không tham dự vào phần này. Mình mong Thiên Chúa. Mình mong Thiên Chúa. Thank you.
Chúa vào sau khán đài, phòng khách sau khán đài. Xin các em cầm cô hướng dẫn cách trà sau khi cho biết lễ kêu mình Thánh Chúa vào sau khán đài. Xin các em cầm ô hướng dẫn các cha kiệu mình Thánh Chúa vào phòng sau khán đài.
ngày tháng êm trôi, yêu thương như nước suối dòng, mặn nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa dẫn dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Quý cha an tọa. Kính mời cộng đoàn ngồi. Sau đây, Đức Tổng Giám mục Leopoldo, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, sẽ ngỏ lời với các bạn giới trẻ và cộng đoàn trong ngày Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 13. Chúng ta hân hoan chào đón Ngài. Dioi tre tamen. I welcome you to Sokiem, a place dear to all of us as the sanctuary of remembrance of the Vietnamese martyrs. Chào đón tất cả các con đến sở kiện, là một nơi rất gần gũi thân thương với tất cả chúng ta, là nơi chúng ta tưởng nhớ đến các thánh tử đạo Việt Nam. I thank all of you for being here to take part in this annual meeting of the youth, and I convey to you the warm greetings and blessing of the Holy Father Francis. Cha cảm ơn tất cả các con đã tham dự ngày giới trẻ hàng năm, và cha chuyển đến các con lời chào mừng ấm áp cũng như phép lành của Đức Thánh Cha Francisco.
And I thank you, dear Cardinal Ferro, for your kind words on behalf of all the young people you addressed to me as the representative of the Pope. Và tôi cũng cảm ơn Đức Hồng Y Ferro đã nhân danh tất cả các bạn trẻ đã có những lời chào mừng nồng hậu với tôi đầu thánh lễ. I greet with affection and thanks all the bishops here present as well as the priest. Tôi cũng cảm ơn tất cả các đức cha với lòng trìu mến cũng như với tất cả các linh mục đã tham dự thánh lễ này. Dear young people, last year in Fatsiem, I told you to be strong in your Christian commitment to family life. Các bạn trẻ thân mến, năm ngoái tại Phát Diệm, tôi đã nhắn nhủ các bạn hãy mạnh mẽ trong dấn thân đức tin của mình vào đời sống gia đình. Today I come here to tell you that you are called by Jesus to be his missionaries in the Vietnamese society, as commended by your bishops in their pastoral letter for the year 2016. Hôm nay tôi đến đây để nhắn nhủ với các bạn rằng các bạn được kêu gọi bởi Chúa Giêsu để trở thành những người truyền giáo của Ngài cho xã hội Việt Nam, như các đức giám mục đã khuyến khích các bạn trong thư mục vụ chung cho năm 2016. Yes, bring the new evangelization into the Vietnamese society. Thật vậy, hãy mang tân phúc âm hóa đến trong xã hội Việt Nam. Việt Nam needs your witness. Who can deny that the present moment is a crossroad not only for the church in Vietnam but also for society at whole? Việt Nam cần các nhân chứng của các bạn. Ai có thể từ chối rằng thời điểm hiện tại là một chặng đường chuyển biến không chỉ phải chỉ cho giáo hội tại Việt Nam, nhưng còn cho cả xã hội nữa. It is a time of great promise. As you see, your country is gradually growing from poverty to prosperity. Đây là một thời gian đầy hứa hẹn. Như chúng ta đã nhìn thấy, đất nước của các bạn đó đang phát triển từ một sự nghèo nàn đến một sự phồn thịnh. Yet, at the same time, we see clear signs of a breakdown in the very foundation of society, like corruption and the weakening of the moral sense. Thế nhưng đồng thời, chúng ta cũng nhận ra những dấu chỉ rõ ràng của sự rạn nứt tại nền móng xã hội, như tham nhũng và những thao hóa về phương diện luân lý. Dear young people, your greatest aspirations should not be money and power, but solidarity and justice. Các con thân mến, những ước nguyện lớn nhất của các con không được là tiền và chức quyền, nhưng là sự đoàn kết và công lý. The church too sees signs of immense promise in her many parishes, in the enthusiasm for the faith shown by so many young people. Giáo hội cũng vậy. Chúng ta, giáo hội cũng nhìn thấy những dấu hiệu của những hứa hẹn lớn lao trong nhiều giáo xứ của mình, nơi sự hào hứng cho đức tin được diễn tả bởi rất nhiều các bạn trẻ. At the same time, the church senses the presence of secularization in many young people, rather than acting as a spiritual leaven in the world, are inclined to embrace attitudes contrary to the truth of the gospel. Đồng thời, giáo hội cũng nhận thấy sự hiện diện của tục hóa và nơi nhiều bạn trẻ đáng nhẽ hành động phải như những men thiêng liêng cho thế giới thì đang ngả theo những chiều hướng trái ngược lại với chân lý của tin mừng. Today, let us pray fervently that the church in Vietnam will be renewed in the Holy Spirit
and sustain in her mission of proclaiming the gospel to a society challenged by materialism. Hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện sốt sáng cho giáo hội tại Việt Nam được đổi mới trong Chúa Thánh Thần và được trung thành trong sứ mệnh của mình loan báo tin mừng cho một xã hội đang bị thách đố bởi chủ nghĩa vật chất. You young people need to be helped to discern the path that leads to the true freedom, the path of a sincere and generous imitation of Christ, the path of commitment to justice and solidarity. Các con thân mến, những người trẻ, các con cần phải được trợ giúp để phân định con đường nào dẫn tới tự do đích thực, con đường của sự chân thật và quảng đại theo gương Chúa Giêsu, con đường dấn thân cho công lý và liên đới. The fidelity and courage with which the church in this country will respond to the challenges raised by an increasingly secular and materialistic culture will depend mainly upon the fidelity of bishops and priests in handing on the treasure of our Catholic faith. Giáo hội tại đất nước này sẽ đáp trả lại với những thách đố được nổi cộm lên bởi một nền văn hóa đang đầy dẫy những vật chất và tục hóa, bởi sự trung thành và can đảm. Và sự trung thành và can đảm này phụ thuộc phần lớn bởi sự trung thành của các giám mục và các linh mục trong việc chuyển giao kho tàng đức tin công giáo. Dear bishops and dear priests, much progress has been made, yet so much more remains to be done in forming the hearts and mind of the young people. Kính thưa các đức cha và các linh mục, nhiều tiến triển đã được tiến hành, nhưng còn nhiều việc phải làm để có thể huấn luyện những tâm hồn và trí tuệ của các bạn trẻ. Through a sound catechesis which is genuinely Catholic, you young people are prepared to bring the richness of faith's vision to the Vietnamese society. Qua giáo lý tinh tuyền, giáo lý công giáo đích thực, các ngài đang chuẩn bị để mang sự phong phú của cái nhìn đức tin đến xã hội Việt Nam. And today I ask you young people to love your bishops and your priests and to affirm them in the excellent work that they do. Do you love your bishops and priests? Hôm nay cha mời gọi các con, các bạn trẻ hãy yêu mến các đức giám mục, các linh mục và hãy ủng hộ các công việc tốt đẹp của các ngài đang làm. Các con có yêu mến các đức giám mục không? How much you love your bishops and priests? Like that? Các con yêu mến các giám mục và các linh mục như thế nào? Ít hay nhiều? Like that? Also, your bishops and your priests love you like that. Các đức giám mục và các linh mục rất là yêu mến các con. Because they love you like Jesus. Bởi vì họ yêu mến các con như Chúa Giêsu. So, dear young people, I ask you to pray the Holy Spirit so that he will pour upon bishops and priests the grace, the gift, so that they can be good shepherds who lead you in the witnesses of your faith in Jesus Christ. Vậy các bạn trẻ thân mến, cha mời gọi các con hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ những ân sủng của Ngài trên các giám mục và các linh mục để các ngài trở thành những mục tử tốt lành, đưa các con đến làm chứng cho đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. This faith sustains your perseverance to be authentically Vietnamese, loyal to your country, and at the same time to be faithful disciples
of Jesus Christ. Đức tin này sẽ trợ giúp các con để duy trì trở thành những người Việt Nam đích thực, trung thành với Tổ quốc của mình và cũng đồng thời trở thành những môn đệ trung thành của Chúa Giêsu Kitô. All Catholics know that the gospel requests to be respectful of the establishments. As the Apostle Peter told us in his letter, honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the authorities. Tất cả mọi người công giáo biết rằng tin mừng đòi hỏi chúng ta phải trân trọng với các cơ chế. Như Thánh Tông đồ Phêrô đã nói với chúng ta trong thư của Ngài, hãy tôn kính mọi người, yêu mến tình bằng hữu, kính sợ Thiên Chúa và tôn trọng các nhà cầm quyền. Working for the common good of your country is a duty for you. As you, as young Catholics, with the right to proclaim the truth of God and being in communion with your bishops, priests, and other Catholics, as well as with the desire to live in peace with all, Catholics and non-Catholics, in order to build what is good for all. Khi chúng ta xây dựng công ích, khi các con xây dựng công ích cho đất nước của các con như là một nhiệm vụ của những bạn trẻ công giáo, và các con cũng có quyền để công bố sự thật của Thiên Chúa, chân lý của Thiên Chúa và hiệp thông với các đức giám mục, các linh mục và các Kitô hữu, các người công giáo khác, cũng như mong muốn sống trong sự hòa bình với tất cả mọi người công giáo cũng như không công giáo để cùng xây dựng công ích chung cho tất cả. Therefore I urge you to continue to be a living of evangelical hope in the Vietnamese society, striving to bring the light and truth of the gospel to the task of building an ever more just and free society. Vì thế, cha khuyến khích các con hãy tiếp tục trở thành những men thiêng liêng hy vọng của tin mừng đến xã hội Việt Nam. Và hãy cố gắng mang ánh sáng và chân lý của tin mừng như là nhiệm vụ để xây dựng một xã hội công bằng hơn và tự do hơn. Be good Catholics and good citizens. Hãy trở nên những người công giáo tốt và hãy trở nên những công dân tốt. Especially, I wish to stress two recommendations. One of the Pope Francis and one of your bishops. Đặc biệt, cha muốn nhấn mạnh có hai lời khuyến khích của cha. Một là từ Đức Giáo Hoàng Francisco, hai là từ các đức giám mục. Pope Francis told to all the Catholics to be respectful of the environment. He wrote an encyclical, Laudato Si, to encourage us to take care of the nature of our environment. Đức Giáo Hoàng Francisco khuyến khích kêu gọi tất cả mọi người hãy trân trọng với môi trường. Trong tông huấn của Ngài Laudato Si, chúng ta hãy bảo vệ môi trường mà chúng ta đang sống. When God the Creator created Adam and Eve, He created also a beautiful garden for them. Khi Thiên Chúa tạo dựng Adam và Eva thì Chúa cũng tạo dựng một vườn Eden tốt đẹp. And when God created you, Vietnamese people, He created for you the most beautiful garden of the earth, the most beautiful country in the world. Khi Chúa tạo dựng các bạn thì Chúa cũng tạo dựng cái đất nước xinh đẹp này. So don't spoil the beauty of your country. Vì thế đừng có phá hủy cái vẻ đẹp của đất nước các bạn. Keep your country clean and green. Nếu đất nước các bạn sạch sẽ và có màu xanh. And the second recommendation is for of your bishops who played that you be responsible citizen when driving your cars and your motorbikes. Và lời khuyên thứ hai đến từ các giám mục của các con, đó là các con hãy trở nên những người công dân có trách nhiệm
trong việc lái xe hơi cũng như lái xe máy. There are too many accidents on the roads in Vietnam. Life is a gift of God. Therefore, be respectful by driving carefully and compliant to the code of the road. Đã có rất quá nhiều tai nạn giao thông tại Việt Nam. Mạng sống là hồng ân của Thiên Chúa. Vì thế chúng ta phải trân trọng và cẩn thận khi lái xe và tuân thủ theo luật giao thông. Don't forget to be Catholics also when you are driving. Show your fair play. Hãy đừng có quên rằng chúng ta phải là những người công giáo tốt và chúng ta phải tỏ đức tin của chúng ta khi chúng ta lái xe. May the Jubilee Year of Mercy we are going to celebrate from 8 December be a propitious time to strengthen our faith. Xin cho năm lòng thương xót mà chúng ta đang chuẩn bị mừng kính từ ngày 8 tháng 12 sẽ trở thành thời gian hồng phúc củng cố đức tin của chúng ta. May the Vietnamese martyrs protect you and may God bless you. Xin các thánh tử đạo Việt Nam che chở các con và xin Chúa chúc lành cho tất cả các con. Xin các con. Chúng ta nổ một tràng pháo tay lớn hơn nữa để tri ân Đức Tổng Giám Mục Leopoldo. Đại hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ 13 đang dần khép lại. Thật tràn chứa niềm vui và tràn trào ơn Thánh Chúa. Để nói lên lòng tri ân, giờ đây con xin trân trọng giới thiệu Đức cha Lorenzo, phụ tá giáo phận chủ nhà, có đôi lời tri ân. Chúng con xin trân trọng kính mời. Trọng kính Đức Hồng Y Phêrô, Tổng Giám Mục Hà Nội. Trọng kính Đức Tổng Giám Mục Girali, đại diện Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam. Trọng kính quý Đức Cha, kính thưa quý Cha Tổng đại diện, quý bề trên các dòng tu, quý Cha phụ trách giới trẻ, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý khách, cùng toàn thể anh chị em thân mến. Đại hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ 13 tổ chức tại Sở Kiện đã thành công tốt đẹp. Có thể nói Cộng đoàn Dân Chúa hôm nay là một giáo hội toàn cầu thu nhỏ vì có sự tham dự của mọi thành phần Dân Chúa. Chúng con người khen Thiên Chúa vì tất cả mọi sự đều là hồng ân Chúa ban. Chúng con cảm tạ Đức Tổng Giám Mục Girali, đại diện không thường trú của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Việt Nam. Ngài thật gần gũi với giáo hội Việt Nam trong các sinh hoạt tôn giáo, như kỳ đại hội giới trẻ này cũng có sự hiện diện của Ngài. Chúng con tạ ơn Đức Hồng Y Phêrô, quý Đức Cha của 10 giáo phận miền Bắc, đã thể hiện tình hiệp thông đức tin, luôn đoàn kết, chung vai sát cánh bên nhau trong mọi công việc, đã dành sự quan tâm và bao công sức tinh thần cũng như vật chất cho giới trẻ. Xin cảm ơn ban tổ chức, quý Đức Cha, quý Cha phụ trách giới trẻ, quý nam nữ tu sĩ các dòng tu, cộng đồng, hội đoàn, các ban nhạc, kèn, trống, các ca, các đoàn, ca vũ, các tập thể cũng như cá nhân đã công khai hoặc âm thầm đóng góp hết sức theo khả năng mình vào đêm diễn nguyện với những tiết mục nghệ thuật sinh động, vui tươi, những buổi hội thảo xúc tích, hữu ích và thánh lễ với những nghi thức phụng vụ trang trọng, linh thương, sốt sáng. Xin cảm ơn cơ sở địa phương, cha quản hạt, cha xứ, cha phó,
Sứ Sở Kiện, Trung tâm các Thánh tử đạo Việt Nam, cùng toàn thể các hội đoàn giáo dân trong giáo hạt Hà Nam đã góp nhiều thời gian, công sức vào việc chuẩn bị và cử hành đại hội. Xin cảm ơn các cấp chính quyền và cơ quan từ Trung ương đến tỉnh Hà Nam, huyện Thanh Liêm, thị trấn Cận Kiện Khê, địa phương đã tổ chức giúp đỡ gìn giữ trật tự an ninh và giao thông thuận tiện. Xin cảm ơn công ty nhựa Việt Nhật và công ty nước sạch Hà Nam. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng trả công bội hậu cho các đấng bậc, quý khách, quý ân nhân cùng toàn thể mọi người đang hiện diện cũng như vắng mặt nhưng tâm hồn cũng đang hướng về đây. Các bạn trẻ thân mến, cảm ơn các bạn đã nhiệt tình về tụ họp nơi đây để tuyên xưng lòng tin vào Thiên Chúa, tình hiệp thông với giáo hội và với nhau. Sau khi đã được Chúa Thánh Thần hà hơi tiếp sức, nguyện chúc các bạn ra đi giao giảng tin mừng, mở mang nước Chúa, can đảm mang ánh sáng Chúa Giêsu Kitô chiếu soi vào trần gian. Các bạn như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, như những ánh lửa ấm áp lúc chiều hôm, như những tia sáng mặt trời chói lọi lúc ban trưa, để đem lại sự công chính, bầu nhiệt huyết, tình yêu thương, niềm hạnh phúc cho mọi người. Hỡi các bạn trẻ, chúng ta hãy sống xứng đáng là con cháu của các thánh tử đạo Việt Nam anh hùng và là những công dân ưu tú góp phần xây dựng đất nước phồn vinh. Cuối cùng, để tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn mọi người và biết ơn nhau, chúng ta cùng hô to ba lần tri ân, tri ân, tri ân. Tôi giơ tay xin tất cả cộng đồng hô ba lần tri ân, tri ân. Tri ân, tri ân, tri ân. Xin cảm ơn tất cả. Chúng con cảm ơn Đức Cha Phụ Tá. Chúng con kính mời Đức Hồng Y ban phép lành cuối lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho anh chị em theo lượng khoan dung của Ngài và cho anh chị em cảm nhận được sự khôn ngoan, sinh ơn cứu độ. Xin Ngài luôn nuôi dưỡng anh chị em bằng giáo lý đức tin và cho anh chị em được kiên tâm bền chí thực hiện các việc lành thánh. Xin Thiên Chúa dâng bước anh chị em đến với Ngài và tỏ cho anh chị em con đường đưa tới bình an và bác ái. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại luôn mãi. Amen. Giờ đây là nghi thức bế mạc, hạ cờ và trao thánh giá đại hội cho giáo phận Vinh. Mời các bạn nghi trong đoàn nghi lễ kiệu thánh giá ra giữa lễ đài.
quý Đức Cha, quý cha và cộng đoàn hướng về cờ đại hội để cử hành nghi thức hạ cờ. Nghi thức hạ cờ bắt đầu. Xin kính mời các bạn giới trẻ trong đoàn nghi lễ giáo phận Vinh tiến lên lễ đài. Mời Đức Hồng Y và Đức Cha Giáo Phận Vinh tiến đến trước lễ đài, đứng hai bên thánh giá. Con xin kính mời Đức Hồng Y phát biểu và trao thánh giá đại hội cho Đức Cha
và phái đoàn giới trẻ giáo phận Vinh. Năm nay kỷ niệm 30 năm ngày Quốc tế giới trẻ được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị thiết lập. Vị Thánh Giáo hoàng vĩ đại này luôn yêu mến người trẻ và được người trẻ năm châu rất mực kính trọng. Ngài đã trao cây thánh giá giới trẻ với lời nhắn nhủ: các bạn trẻ thân yêu, cha tin tưởng trao vào tay các con dấu chỉ của năm thánh này, cây thánh giá Chúa Giêsu Kitô. Các con hãy mang cây thánh giá này đi qua mọi đất nước trên địa cầu. Cây thánh giá là dấu hiệu tình yêu Chúa Giêsu Kitô dành cho con người, và hãy loan truyền chỉ qua sự chết và sống lại của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta mới tìm thấy được ơn cứu độ và sự giải thoát. Nay tôi xin thay mặt giới trẻ của Tổng Giáo phận Hà Nội trao thánh giá này lại cho các bạn trẻ giáo phận Vinh, cùng với những lời nhắn nhủ của vị cha chung vừa nghe. Kính chúc các bạn trẻ giáo phận Vinh được tràn đầy tình yêu và bình an của Chúa. Con xin kính mời Đức Cha giáo phận Vinh đáp từ và có đôi lời hướng về Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 14 năm 2006 tại giáo phận Vinh. Nhân danh giáo phận Vinh, đặc biệt nhân danh các bạn trẻ, con xin cảm ơn Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đức Hồng Y, Phêrô, quý Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý vị, đặc biệt quý bạn trẻ. Đối với chúng con, hôm nay thật là một dịp đặc biệt. Chúng con quy tụ nhau đây hơn 1.200 bạn trẻ cùng với 30 linh mục. Chúng con xin kính mời tất cả mọi người, đặc biệt các bạn trẻ, vào giáo phận Vinh vào giữa tháng 11. So on behalf of the Vinh Diocese, I would like to invite Archbishop Leopoldo Girelli to be with us at in Vinh Diocese in the middle of November 2006. Con xin kính mời Đức Hồng Y, quý Đức Cha cũng như quý cha và tất cả mọi người tới giáo phận Vinh chúng con. Còn riêng giáo phận Vinh chúng con thì sau khi nhận thánh giá này về tại giáo phận, chúng con sẽ đưa thánh giá đi khắp tất cả các giáo xứ trong ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, và chủ đề năm tới sẽ là lòng thương xót. Tuy nhiên, câu chủ chốt trong tin mừng cũng như chương trình cụ thể thì chúng con sẽ gửi về tất cả các giáo phận trong tháng 11 này. Con xin cảm ơn. Kính mời đoàn nghi lễ rước thánh giá và cờ đại hội xuống dưới lễ đài. Chúng con trân trọng kính mời Đức Hồng Y Phêrô tuyên bố bế mạc đại hội.
Tối hôm qua, tôi đã hân hoan và mạnh mẽ tuyên bố khai mạc Đại hội Giới Trẻ của Giáo tỉnh Hà Nội. Và giờ đây, không khỏi luyến tiếc. Tuy nhiên, tin rằng các bạn trẻ của chúng ta đã được tràn đầy ở Chúa Thánh Thần và đã ý thức cái sứ mạng làm muối, làm ánh sáng. Các bạn phải lên đường, phải ra đi và theo lời Đức Thánh Cha, ra đi đến vùng ngoại biên, đến những nơi nghèo khó, đến những nơi thiếu thốn, đến những nơi cần chúng ta để ướp cho mặn và để soi sáng chân lý. Và chính vì vậy, tôi long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội Giới Trẻ lần thứ 14 của Giáo tỉnh Hà Nội. Chúa là Cha, ngoài kia dù đời có vô cảm, ngày bạn ơi nhớ nhé ta là muối. Ngoài kia dù đời có hững hờ, ngày bạn ơi ta thắp niềm tin. Tôi xin làm muối cho đời, muối ướp đời mặn nồng tươi mới. Nguyện là ánh sáng trần gian, ánh sáng cho đời nhận biết Chúa là Cha. Niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, Ngài là niềm hy vọng và là lý tưởng của mỗi người trẻ chúng ta. Trái đất, quà tặng của Thiên Chúa, sự sống của con người và mọi vật được giao cho chúng ta quản lý. Chúng ta hãy sống tâm tình biết ơn Thiên Chúa
và có trách nhiệm chăm sóc thiên nhiên, giữ gìn môi trường luôn xanh tươi, sạch đẹp. Anh em là muối và ánh sáng cho trần gian. Các bạn trẻ giáo tình Hà Nội, hãy chiếu rọi ánh sáng và ướp mặt chất tin mừng bằng nếp sống trong sạch, hăng say phục vụ và yêu thương giúp đỡ mọi người. Xin kính mời đoàn giới trẻ giáo phận Vinh rước thánh giá. Xin các bạn trẻ mỗi bạn một tay, chúng ta chồng ghế lên dùng ban tổ chức. Mỗi người một tay xin chồng ghế lên. Chồng 5 hoặc 10 cái. Xin các bạn trẻ mỗi người giúp chúng tôi chồng ghế lên. Và các bạn về lại lều nhà mình. Chúng con xin kính mời quý đức cha về nhà khách ở phía sau khu sân khấu để áo lễ. Chúng con xin kính mời quý đức cha về nhà khách phía sau khu sân khấu để áo lễ. Xin quý đức cha về các phòng của mình để áo lễ. Xin các bạn trẻ. Các bạn trẻ, chúng ta trở về lều của mình, ăn cơm trưa và chúng ta sẽ được ban tổ chức hướng dẫn để rời khỏi đại hội. Xin nhắc lại, xin các bạn trẻ trở về lều trại của mình và sẽ được ban tổ chức hướng dẫn để các bạn rời khỏi lều trại của mình, rời khỏi đại hội. Xin các bạn cứ bình tĩnh, chúng ta dùng cơm trưa và ban tổ chức sẽ hướng dẫn các bạn rời khỏi đại hội một cách trật tự. Giờ chúng ta về lại lều trại của mình dùng cơm trưa và còn nghi thức rời khỏi đại hội nữa, cho nên các bạn cứ bình tĩnh. Xin quý vị gia trưởng, chúng ta làm việc để chồng ghế, cứ chồng 25 chiếc một 25 cái một chồng. Đúng 25 cái một chồng chúng ta chồng lên. Và chúng ta lấy dây để cột lại. 25 chiếc một chồng. Và xin giáo xứ Kẻ Non cũng như là Hoàng Xá đi về phía nhà thờ và nhà xứ để chúng ta gom lại các ghế đã rời rạc tại các nơi chỗ khác không ở trong đại hội. Xin Kẻ Non và Hoàng Xá đi về phía nhà xứ, nhà thờ để chúng ta gom ghế về. Và xin các bạn mỗi người một tay, chúng ta đang ghế ở đâu
chúng ta mang về chỗ sân của đại hội để ban tổ chức chúng tôi tiện thể dễ dàng cho việc thu gom ghế lại. Chúng tôi đang giữ một chùm chìa khóa khoảng 10 chiếc, được kèm theo một sợi dây bạc. Ai mất chìa khóa với sợi dây bạc kèm theo chùm chìa khóa đó, xin đến gặp ban tổ chức tại phòng máy.